Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sắt Hải Phòng. Trong clip hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số những dòng âm ly của thương hiệu san xui. Và đó là những dòng san xui đầu 6, đầu 7 và đầu 9. Nếu các bạn mà quan tâm đến những dòng sản phẩm âm ly Nhật hoặc là loa Nhật thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0979 918 996. Bên nhà mình nhận giao hàng toàn quốc và không bao ship. Hàng thì bảo hành cho quý vị và các bạn hàng đẹp nguyên zin và hàng nhập nguyên chất tàu chứ chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ bên cửa hàng mình thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi bên cửa hàng mình ra video mới. Và lát nữa thì mình sẽ báo giá và nói thông số kỹ thuật ở từng chiếc của những model san xui này. Mời các bạn hãy quan tâm theo dõi hết cái video này để xem nhé các bạn nhé. Cái dòng âm ly này thì nó chuyên dùng để nghe nhạc và nó là hàng Nhật, nó chạy điện 100V. Cái dòng âm ly này thì các bạn nghe nhạc nó rất là hay. Còn là nếu mà hát thì các bạn thêm một chiếc vang vào thì nó sẽ chiếc vang thì các bạn nên chọn cái dòng vang nó chống rú rít ấy, thì khi mình hát thì nó sẽ không bị làm chết loa chét. Và chọn cái dòng vang nó tốt một tí, nó tầm khoảng 3 triệu ấy thì nó sẽ hay, chứ mua cái loại rẻ quá thì tiếng nó không ra gì. Bây giờ sẽ giới thiệu chi tiết, các bạn hãy lắng nghe. Đây là chiếc âm ly san xui 607 XDCAT. Thì cái con này nó được phát hành vào năm 1985 với công suất là 230W. Cái dòng âm ly này thì nó thích hợp cho những cái dòng loa bass 25 thì đánh tiếng bass nó sẽ lên rất là căng và nó lên được đều ba giải bass trung chép. Con này nó có chiều rộng là 46, chiều cao 16 và chiều sâu là 43. Nó cân nặng là 15 kg. Dòng hồi gỗ chỉ vàng, đây là một trong những model đầu 6 thuộc dòng bán chạy nhất của hãng san xui này các bạn này. Cái dòng này mấy con 6 là 7 lõi cha. Hai cái model này nó bán chạy nhất và được nhiều người tin dùng nhất. Vì tiếng của nó tầm tiền mà nó ghép vào những cái dòng loa bass 25 hoặc là 30 công suất vừa vừa ấy, thì tiếng đánh nó lên nó sẽ rất là hay. Và con này thì bên cửa hàng mình cung cấp với giá là 9 triệu đồng nha các bạn. 9 triệu đồng mình bán tại cửa hàng và không bao ship. Đây là phần nóc của nó này, hàng cũng rất là đẹp. Đấy, cầu loa thì các bạn đấu vào cầu A hoặc cầu B đều được. Và nó cắm đầu đĩa thì các bạn cắm đường CD hoặc đường tu lơ này. Đấy là hai đường vào. Đường follow thì đừng cắm nhé. Và tiếp theo cái con đây là con 707DR, con này công suất là 320W. Con này nó còn có hai hồi gỗ. Tôi vận chuyển nó lặng lên mình bỏ hồi gỗ của nó ra. 707DR thì được phát hành vào năm 1991. Dòng này thích hợp cho những dòng loa bass 30 hoặc 40 bởi vì công suất của nó rất là lớn. Và giá của con này là bên cửa hàng mình cung cấp với giá là 14.800.000 đồng. 14.800.000 đồng các bạn. Dòng mặt gương. Và đây là con 707 Alpha Y. Con này công suất là 320W. Đánh vào những dòng loa bass 30 hoặc 40 đều được. Giá 11.707 Alpha Y. Thì mình có 4 con đấy. Và đây là con 607 Echa. 607 Echa thì hợp cho những dòng loa bass 25.
Công suất con này là 250W. Giá 8 triệu. Con này cũng khá là đẹp luôn. Mặt nó cũng không bị vết xước nào. Và đây là chiếc Sansui 707 CDX Cat. Con này dòng hồi gỗ có chỉ vàng. Con này nó rẻ hơn con 707 X Cat, con này giá của nó 11 triệu. Còn con 707 X Cat thì nó đắt tiền hơn, của nó 15 triệu 500. Nhìn hình thức ngoài thì nó giống nhau nhưng mà chất lượng âm thanh thì nó sẽ khác nhau. Đây là chiếc 707 Alpha Y nữa này. Còn đây là chiếc âm ly Sansui 907 Alpha. Con này công suất khá là lớn. Công suất của nó là 400W. Đánh được dòng loa bass 40 hoặc 50. Khá là nặng. Con này giá bán là 15 triệu đồng. Đây là chiếc 607 X Cat.